Hello, xin chào các bạn nha. Hello guys, hello guys. Hôm nay mình sẽ đi tìm đồ chơi bay cát nhà mình nha các bạn nha. Ê, cái mặt của mình đây. Hehe. Có gì không? Wow. Có con rùa nè các bạn ơi. Rùa nè, hehe. Rùa màu xanh nè các bạn ơi. Lấy nha các bạn. Bỏ vô thau nước rồi. Ê, boy. Hehe. Ê, tiếp tục nào. Wow. Đây có con mực nè bạn. Mực màu vàng đẹp lắm bạn ơi. Wow. Bỏ vô thùng nước luôn nè bạn. Chìm ngấm rồi. Ê, đi rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Chìm. Tiếp tục nào. Wow, đây có con sò biển nè bạn. Wow. Sò biển nè. Có luôn nè bạn. Đó, nó chìm xuống dưới luôn các bạn ơi. Thì tiếp tục thôi. Wow. Đây đồ chơi nhiều lắm nè bạn ơi. Wow. Rồi đồ chơi này bị gì vậy bạn? Bẩn các bạn ơi. Wow. Để mình đi rửa nha bạn. Đem về mình rửa nè bạn ơi. Đây, cái gió mình đây. Bỏ vô. Ê, con khủng long nè. Nhưng là con tôm nè các bạn. Wow. Tục nè. Một con sao nè các bạn ơi. Hi hi. Đây con rồng nè các bạn. Con cua. Bỏ vô. Này nè con ốc nè các bạn ơi. Wow. Đây là con rùa nè. Tiếp tục con cuối cùng ăn tôm nè bạn. Wow. Bỏ vô luôn nè. Đi, mình đem ra xuống nước mình rửa nè bạn. Wow. Con rùa mình vẫn còn nè bạn. Rửa nè bạn nha. Đi, mình rửa con tôm trước. Con tôm sạch nè bạn ơi. Wow. Sạch nè bạn. Bắt ra đây. Tiếp tục. Con rồng nè bạn ơi. Wow, sạch luôn nè bạn. Bắt ra nha. Hi hi, cu cu nè bạn. Wow. Sạch nè bạn. Bỏ ra luôn nè. Cái gì đây? Sạch nè bạn. Wow. Đồ quá. Ê, nó rớt nó dơ nữa bạn. Nữa. Giờ con ốc nè bạn ơi. Wow. Tục nào. Rửa. Ê, con sam nè bạn, sạch nè bạn. Wow, này là con sam nè bạn ơi. Con sam. Bắt đây luôn nha bạn. Ẻm. Ê, này là con tôm nè bạn. Wow, sạch nè bạn. Wow, con tôm to lắm bạn ơi. Bỏ luôn nè. Wow, sạch đó. Đây, tiếp tục với con nào đây. Con khủng long nè bạn ơi. Wow, sạch lại nè bạn. Rửa sạch lại nè bạn ơi. Wow. Rất là sạch sẽ nha. Con này đây. Tiếp tục nào. Chạy nha.
rửa nè. Ô, sạch nè bạn, con ghẹ các bạn ơi. Con ghẹ nè. Con ghẹ nha bạn. Wow, sạch nè bạn. Ê, còn con cuối cùng là con gì đây? À, con rùa đấy bạn. Con rùa nữa. Wow, sạch rồi bạn ơi. Wow, sạch rồi. Wow, cả nó được sạch sẽ nữa bạn. Wow, hay ha. Thì clip đến đây đã kết thúc nha các bạn nha. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha các bạn nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.